Xin chào cả nhà đã quay trở lại với chương mục cập nhật hạ tầng của Team Đồ Review. Nếu như nút giao thông đường T125C đang thi công phía trước sân bay Long Thành tại xã Long Phước với chức năng cấp thiết cho tiến độ thi công sân bay Long Thành, thì tại địa phận xã Long Phước này, một trục đường liên xã đã có trong kế hoạch sử dụng đất của huyện Long Thành nhiều năm qua, đã từng là kim chỉ nam của rất nhiều nhà đầu tư đón đầu hạ tầng tại xã Long Phước trong thời hoàng kim của tập đoàn Alibaba. Cả nhà cũng biết là Team đang nói đến trục đường nào rồi nhỉ? Đó chính là đường Long Phước Phước Thái, điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Ký, ranh huyện Nhân Trạch, điểm cuối giao với quốc lộ 51, ngay ủy ban dân xã Phước Thái. Đường Long Phước Phước Thái có tổng chiều dài toàn tuyến là 907 km với quy hoạch 6 làn xe, lộ giới 32m. Đầu tư nâng cấp mở rộng trong giai đoạn 2021-2025. Vị trí thuộc hai xã là Long Phước và xã Phước Thái. Diện tích cần để làm tuyến đường này là 39.66 ha với tổng vốn đầu tư của dự án là 1.466 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện. Có định tuyến song song với quốc lộ 51 đi qua lần lượt tái định cư Long Phước, cụm công nghiệp Long Phước. Đường Long Phước Phước Thái giải quyết giảm tải lưu lượng xe di chuyển trên trục đường quốc lộ 51, đồng thời tạo ra một mạch máu kinh tế mới khơi thông phát triển khu vực đô thị chỉnh trang mở rộng từ các khu công nghiệp Nhân Trạch về hướng đông và dân cư dọc trục đường quốc lộ 51 Long Thành về hướng tây. Đường Long Phước Phước Thái đã có trong kế hoạch sử dụng đất của huyện Long Thành trong năm 2024. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì tuyến đường Long Phước Phước Thái này vẫn chưa có thông tin gì về tiến độ thu hồi và đền bù của tuyến đường này. Và có một đặc điểm cần lưu ý cho tất cả các anh chị khi tham gia đầu tư tại trục đường Long Phước Phước Thái, do xã Long Phước nằm trong phân vùng phát triển đô thị dịch vụ kẹp giữa Long Thành và Nhân Trạch. Với thế đất bằng phẳng và nền đất cứng, dọc hai bên trục đường Long Phước Phước Thái này có quy hoạch xây dựng đa phần là đất ở hỗn hợp và đất ở dự án. Anh chị có nhận định gì về tuyến đường Long Phước Phước Thái này? Comment bên dưới cho Team biết nhé.